Em tên là Nguyễn Công Nguyên, năm nay em 30 tuổi. Em từ Yên Bái vào đây được 20 năm rồi. Còn vợ? Dạ, em tên là Nguyễn Trần Thanh Hiếu, hiện nay 30 tuổi, hiện nay làm công nhân, nhà em ở thành phố Hồ Chí Minh. Hai bạn gặp nhau trong trường hợp nào? Dạ, đó là khoảng tháng cuối tháng 8 năm 2011 ạ. Thì em có cùng một bạn thân đi sinh nhật có người bạn của bạn này. Thì từ đó thì vô tình gặp vợ em ở đấy thôi. Vô trong quán karaoke, em với con nhỏ bạn em, con bạn em kêu hồi mày mới chia tay người để tao gì thì cô anh này đi quen chơi cho vui đi. Cô chơi, à, cô chơi. Xong cái qua cái mời uống bia, hai đứa qua mời uống bia, cái anh này nói thôi mình không uống đâu bạn, mình uống về nhà má la. Xong em với nhỏ bạn em quay qua nói nhỏ đàn ông con trai đâu mà giờ nhà cứ uống bia về nhà má la nghe thấy phát ghét. Tao với mày thay phiên nhau qua chút bia cho say luôn đi. Đó thì cuối xong... cùng thì anh có say không? Dạ có. Có về má là thật chị ạ. Em khai là em bị gì? Dạ cũng nói thật là đi chơi sinh nhật thôi chị. Uống bia và thế thôi. Vậy thôi. Chứ không cho nói là gái nó chút bia chị. Không nói gì đó đâu. Nếu mà nói nữa chắc la dữ nữa. Dạ vâng. Rồi sau đó cái tình cảm của các bạn tiến triển ra sao? Lúc đó thì cái nhỏ bạn em mới hỏi anh này là có muốn xin số điện thoại của em không? Anh kêu gật cái là thế là nhỏ bạn em nói cho số điện thoại. Xong rồi về nhà nhắn tin. Nhắn tin đâu được một tuần sau cái em hai đứa mới gặp mặt. Thì lúc đó em nói là mới chia tay thôi kệ cũng quen đại đi. Quen đại nhưng mà về phía bạn này thì như thế nào? Dạ thực tình lúc đó cũng chưa có người yêu anh ạ. Nên thấy cũng với trong cái buổi sinh nhật đó thấy vợ cũng vui tính, cũng nhanh nhẹn, thoải mái. Thế cũng để ý chút chị ạ. Cũng xin số điện thoại về có việc thì về Bắc khoảng 10 ngày cơ. Thì trong quá trình về Bắc là có nhắn tin qua lại với vợ thì hỏi thăm rồi làm quen. Xong thấy rất là hợp chị ạ, nhắn tin rất là hợp. Thế là quyết định khi là vừa về tới miền Nam rồi xong là lập tức mời vợ đi ăn tiệc ngay chị ạ. Trong lúc yêu nhau thì có những cái trục trặc, có những cái trắc trở gì không? Dạ có. Lúc đó là người yêu cũ của em nó đi lên Sài Gòn đi làm rồi. Cái xong rồi cái ảnh mới hẹn em là thôi Noel này em đi chơi với anh nha. Tại vì lúc đó em quen người cũ là ở dưới miền Tây, quen xa, ở xa. Nên là chưa dịp lễ Tết gì không có đi chơi chung với nhau. Nên cái lúc đó cái anh ăn năn nỉ thôi Noel lần này thôi mình chia tay rồi đi chơi lần cuối với anh đi. Cái với em, người yêu cũ đó. Dạ, cái em sắp xếp. Em sắp xếp là anh này thôi mình em mới nói này thôi 24 mình đi đi. Cái 25 em đi với anh đó. Biết không hề biết anh ạ. Nhưng mà vô tình phát hiện ra. Vô tình. 25 cái anh kia tới nhà chở em đi ra ngoài công viên gần nhà là đi ăn. Vừa mới vô quán ngồi xuống vừa mới kêu món thôi à. Anh này gọi điện thoại tới. Alo em có nhà không? Dạ có, em đang ở nhà anh. Vậy em đi ra đầu ngõ đi anh gặp xíu. Trời ơi, nghe chết chết rồi giờ sao. Em nói với người yêu cũ em nó chết rồi anh giờ sao đây. Bạn trai em tới tìm em. Thì kêu cái bạn em, bạn người yêu cũ em mới nói thì kêu hẹn gặp bữa khác đi. Em kêu tới nhà rồi, bây giờ anh chở em về gấp. Cái thế là phải chở em về nhà. Thấy anh này đang đứng ở đầu hẻm em kêu dừng đừng xa xa đây em đi bộ lại. Nhưng mà em có nhìn thấy người ấy không? Dạ không ạ. Em chỉ quay lưng thế vậy em thấy thôi mà vợ em hơi bờm thì sao chị không giấu dấu vết được là đi tay cầm cái nó bảo hiểm thế này chị là đây biết rồi chị. Lần đó giận nhau bao lâu? Chắc gần tuần đấy chị ạ. Một tuần dạ rồi xong rồi quen lại đến nào làm quề trước. Dạ em tại vì mình là còn có lỗi trước là qua ngày hôm sau liền luôn là cứ nhắn tin năn nỉ xin lỗi riết luôn. Rồi bao lâu thì cưới nhau? Dạ gần 4 năm. Bốn năm kể từ lúc đó là 4 năm sau mới cưới. Dạ vâng ạ. Bây giờ là cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ 1 năm 4 tháng. Có em bé chưa? Dạ rồi em bé em được 4 tháng. Lấy nhau về rồi hai vợ chồng có thấy đối phương của mình không có thấy người bạn đời của mình có lòi cái tính xấu không? Tính xấu của em thì lòi ngay từ khi mà mới quen rồi em không có giấu giếm gì hết. Như vậy là em nhường cho anh này khui tật xấu ra trước. Đúng không? Tối nay cho anh ngủ chung nhá. Dạ thực tình thì vợ em là người rất là thẳng tính ấy chị ạ. À, có sao nói vậy không có giấu giếm trong lòng. Em cũng chuẩn bị trước tâm lý rồi, là biết tính vợ như vậy rồi. Và cũng vì hoàn cảnh gia đình thì cũng hơi lười. Tại là ở nhà đi làm suốt thì bố mẹ con lo con nước ở nhà anh chị. Nên không phải nấu nướng gì cả, không phải dẹp gì cả. Tức là hiện giờ là tụi em đang ở với ai? Hiện tại bây giờ sinh xong là ở chung với ông bà nội. Bây giờ là đang ở chung ông bà nội, ông bà nội ở trong Nam luôn. Dạ vâng. Chỉ nhưng mà đầu tiên lúc mà mẹ em biết là em có định, có ý định là lấy vợ là con gái miền Nam á. Thì mẹ có ý kiến gì không? Dạ có chị ạ.
Tại bản thân mẹ em là người miền Bắc vào chị ạ, cũng nghe nhiều về gái miền Nam, cũng gặp nhiều nên mẹ cũng không thích gái miền Nam mấy. Nên quyết tâm là Nguyên, ta không cho mày lấy gái miền Nam đâu. Em cũng biết, thế là những đứa đòi tiền về em lì lắm chị ạ. Cứ như nhà có mỗi lần dỗ cha thì chẳng lẽ lạc ấy, cứ dẫn vợ về hết chị ạ, bắt làm hết. Cứ lì lì chị, không thích cũng dẫn về chị. Cũng may mắn thì mẹ em là người hiểu chuyện đó chị. Cũng thấy cô này cũng chịu làm, chịu nghe, chịu học hỏi để làm đó chị. Nên từ cũng chịu. Dạ. Nhưng mà trong những cái những tháng đầu về ở chung á, thì giữa em và mẹ chồng em thì có như thế nào? Lúc mới về thì vợ chồng em ở riêng chị ạ. Dạ. Tới lúc sinh con thì mới về chung với bà nội thôi. Tại ở gần ở, đấy. Nhưng em, tụi em ở cách nhau có mấy căn nhà thôi với mẹ. Thì về cái nhiều khi về cái em đứng, tại vì em đứng lâu á, em hay mỏi mà đứng rửa chén, cái bồn nó cao nếu tôi khơm em lâu á, nhiều khi cái em cứ bắt anh này phụ em rửa chén, ăn xong em phụ rửa chén xong rồi hai đứa mới về nhà phòng của mình. Thì cái một lần cái mẹ thấy anh này rửa chén, cái thấy là hôm sau cái chở mẹ đi chợ á, cái mẹ mới nói, mẹ kêu là Hiếu nha, lần sau á là con không được để Nguyên nó rửa chén, ba mà thấy là ba không có thích đâu. Thế là mẹ đã chỉnh em như thế. Cái này con nói dạ con biết. Rồi cuối cùng thì bây giờ em có phụ vợ rửa chén không? Dạ hay có là... chị ạ, vẫn rửa chị ạ. Em vẫn phụ đúng không? Dạ, tại, tại vì do là em mới sanh em bé nên là chưa mẹ chưa có cho làm việc nhiều nên là mẹ để anh này phụ em. À là mẹ đồng ý để cho cho Nguyên rửa. Dạ, do mới sanh em bé. Còn cái tật xấu gì nữa không? Nóng tính lắm mình ạ. Nóng tính lắm. Nóng tính lắm. Có bao giờ mà em bị ăn đòn? Đã đòn chưa tới mức đấy ạ. Nhưng mà la, ủa la to lắm chị ạ. Sợ lắm. Không biết làm gì cả, thế thôi im lặng chị ạ. La to thí dụ như sao đâu, la. Như em thì ham chơi chị ạ. Nên lần đi chơi khoảng 3-4 tiếng về, khuya mới về, thì vợ ở đợi cửa. Thế mặt vợ là hiểu rồi. Thế đáng kìm súng thì vô, coi vợ nói sao. Bữa nào mà vợ vui vui ấy, thì la nhẹ nhẹ lắm, chui tạt vô giường ngủ thôi. Bữa nào là vợ la to quá, sợ im ru thì chạy ra ngoài. Không, anh nói quá rồi đó, em không có la to, em chỉ đếm thôi. Mỗi khi gì em chỉ đếm từ 1 tới 3. Nếu mà không làm thì em xử sao? Rồi bây giờ tới em đó, anh ấy. Anh là bị hen suyễn mà anh lại cứ khoái hút thuốc lá. Dạ. Rồi lúc quen em á, tới thì còn ý là em kìm cặp á, là em hay nhằn á, nên là ít hút. Mà từ cưới về cũng vậy, nhưng mà từ lúc em sanh em bé tới giờ không ai quản hết á, là hút hơi bị nhiều luôn. Nhưng mà có em bé ở nhà hút thuốc mà còn bị hen suyễn nữa thì phải cẩn thận. Dạ, dạ. Mà hứa trước mặt em, trước mặt mẹ hứa hoài mà không bỏ. Cái lời hứa đó nhiều khi không bay, không có tới được. Mà hôm nay em muốn anh hứa không? Dạ có. Mà bây giờ trước khi ông hứa thì em mong muốn ông xã em thay đổi điều gì? Dạ thì là bớt mê chơi lại đi, biết lo lắng cho gia đình. Tại vì anh này anh còn vô tư, anh hơi mê chơi lắm. Ở nhà mà mẹ với em mà nhờ việc gì á là cứ hẹn lần hẹn lựa. Mà đang nằm với em cái bạn gọi, alo mày rảnh không cu, đi cà phê. Thế là quay qua, vợ ơi cho anh đi nha vợ, nửa tiếng anh về. Lẽ đi gọi, nói chung là bạn gọi một phát là chưa đầy 30 giây là đi liền. Mà nửa tiếng về không? Dạ không, toàn giờ với thun không hả anh? Thế em nếu mà muốn vợ thay đổi thì chỉ một cái thôi anh ạ, đó là chỉ mong vợ nghe lời chồng một chút, đó là cư xử khéo khéo một chút thôi anh chị. Cái sự khéo khéo là em muốn khéo như thế nào? Tức là ví dụ nói chuyện với người lớn chẳng hạn chị, biết khéo léo tinh tế một chút, đừng có nghĩ gì nó ra liền như vậy không có hay. Nhưng mà chắc là mẹ em hiểu được cái cá tính của con gái miền Nam đúng không? Dạ vâng. Về phần mình, ví dụ mình ở trong gia đình người Bắc thì mình cũng phải gọi là tề lại bản thân mình một chút xíu để mà mình dung hòa. Em có muốn nói gì, một cái lời gì đó với mẹ chồng không? Để cho mẹ hiểu mình hơn. Dạ, thật sự là con rất thương mẹ. Con biết là từ khi về con làm dâu trong nhà thì con đã nhiều lần đã làm mẹ buồn. Nhưng mà mẹ hãy tha thứ cho con, rồi con sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân mình hơn để phù hợp với nhà mình. Vâng, cũng mong là chị hiểu và thương cái cô con dâu này. Tại vì khi mà nói cái lời xin lỗi với chị là cô đã ráng cô kềm lắm, không là cô khóc nhè rồi đó chị. Còn có muốn anh thực hiện cái lời hứa của mình không? Dạ có chứ anh. Rồi, đó cái điều đó là điều quan trọng đúng không? Nhân đây thì anh nghĩ là Nguyên cũng nên có một lời hứa với vợ. Thì từ đây xin hứa với vợ, từ bây giờ sẽ bỏ thuốc lá. Nếu mà không bỏ được thì sao? Tùy vợ xử lý. Đấy, tùy vợ xử lý nha. Rồi cảm ơn tụi em. Dạ. Cảm ơn anh.